của tôi đón nha. Rồi. Salim. Chúc mừng gia đình, chúc mừng. Cảm ơn em. Ôi đẹp quá. Chúc mừng gia đình, chúc mừng hạnh phúc luôn. Gia đình xin cảm ơn các bà. Vâng, vui rồi, ôi vui quá. Em mời các bác vào tự động bỏ vào giúp em. Quên bọc rồi. Quên thẻ. Không mang tiền. Chứng khoán. Vị khách mời của chúng tôi, ca sĩ Võ Hạ Trâm. Khi em tổ chức đám cưới thì cái chỗ khu tổ chức đám cưới đấy thì có nhiều đám cưới khác nhau cùng tổ chức. Thế là khách của em khi mà đi vào ấy, thì họ bỏ nhầm tiền vào hòm của đám cưới khác. Ôi trời ơi, đau đớn quá. Em có một cái diamond lên, em có những bling bling. And Phúc để nhân cưới trên một ống hút trà sữa, sẽ uống trà sữa này và cưới đàn ông này được không? Ok. Salim đã tổ chức một đám cưới rất là hoành tráng, khoảng 5 đến 6 nghìn khách. Thì những người đấy là em có biết không? Hay là toàn bạn Facebook, Facebook nó cho có 5 ngàn đấy mà. Sẽ có một cái đám lửa, chú rể sẽ dắt cô dâu đi vòng vòng cái đám lửa đó 5 tiếng đồng hồ. Một là em phải ngồi xe lăn để em đi. Hai là em phải có cái cây nước biển em cắm em đi. Xin đề đồng ý với quan điểm của Salim. Của Salim. Cảm ơn anh. Tuy nhiên lại phi tuyến nhiên. Cô xem diễn ra kỳ cục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.